Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em giới thiệu dòng âm đi khủng hãng Pioneer. Âm đi khủng luôn, công suất 800W các bạn. Đấy, hàng xuất châu Âu, sử dụng đa cấu điện, cả điện 220V. Các bác có ghép thêm vang hát karaoke dòng này thì quá tuyệt vời. Âm ly trên là âm ly của hãng Technic, dòng âm ly thương hiệu Nhật, điện 100V, nhưng mà đây là dòng âm ly cũng khá là hiếm các bác nhé. Đấy. Dòng âm ly cổ thì hiếm các bạn, đây nó dùng nó điều chỉnh equalizer dạng cảm ứng các bác nhé, rất hay, 1 2 3 4 5 6 7. Điều chỉnh equalizer cảm ứng các bạn. Đấy, rất hay luôn, độc và hiếm luôn các bạn. Đây các bạn có thể thấy đèn tia nó nháy này. Ở đây là cảm ứng này. Đây là chế độ chọn chọn lưu kênh như này. Đấy, đây các bạn có thể cảm ứng này, là sẽ chỉnh theo ấn ở điểm nào nó sẽ hiện đúng cảm ứng các bác nhé. Này, giả sử ấn đúng số 10 cộng trên cùng này. Đấy, nó sẽ nhảy lên 10 xuống dưới này. Đấy. Cái cần thứ hai này, đấy. Các điểm em đã chạm và rất ok hết các bác nhá. Test ok hết rồi. Ở đây chế độ lưu kênh này. Đấy. Đấy. Rất hay các bạn. Quá hiện đại luôn, nhưng mà âm ly này cái thời ngày xưa rồi, đời cổ rồi, nhưng mà nó đã có cái cảm ứng một chạm rồi các bạn, rất hay đấy. Đấy, rất hay luôn, hàng hiếm luôn các bạn. Đấy, cái quay này giờ chỉnh 7 giải riêng biệt các bạn nhé. Đấy, giải tần từ 63Hz đến 12.000 hz, đó, rất hay luôn các bạn, rất là hàng độc và hiếm này. Với cái âm ly Technic này thì nội thất bên trong nó chỉ đánh một con sáo STK, các bác có thể nhìn rất to các bạn đây. Rất to luôn. Nội thất máy móc thì zin. Ở Technic điện 100V made in Japan, công suất 77W. Ở đây đánh đường loa chính là đường đây 6 đến 16 ohm. Các đường analog kết nối thiết bị bên ngoài CD này. Có thêm vài cổng đây nữa. 6 đến 16 ohm. Made in Japan. Với cái âm ly Technic thuộc diện cũng gọi là khá là hiếm trên thị trường của Việt Nam. Equalizer nháy đầy đủ, chỉnh equalizer dạng cảm ứng. Dòng âm ly gọi là độc lạ. Đấy, để các bác sưu tầm. Và với cái giá sưu tầm này thì em bán với giá là 2.500.000 đồng. Kích thước ở 31, chiều ngang 31.5, chiều cao 10 và chiều sâu 25. Đó. Với giá 2.500.000, có thể nhiều bác sẽ nghĩ đây là một cái âm ly khá là cao. Và cái tầm giá 2.500.000 thì có rất nhiều âm ly để chơi, sao phải mua âm ly này làm gì. Thì đây nó mang tính chất là sưu tầm. Đấy, các bác nhé, mang tính chất sưu tầm. Đấy. Có thể với cái bác là giá là cao thôi, nhưng mà với những bác khác, các bác thích sưu tầm những hàng này thì 2.500.000 không là vấn đề gì cả. Các bác mua hàng thì cũng những sản phẩm giá như thế này thì các bác thấy cao thì các bác có thể bỏ qua thôi, không ấy làm gì. Còn các bác nào đừng có vào chê cao, chê đắt, chê riết nào cái gì cả. Đấy. Những cái sản phẩm cũ và độc và lạ, giá nó ngất ngưởng là các bạn chẳng biết đâu một lần cả. Đó là hàng cũ chứ không như siêu thị. Đấy. Đặt ví dụ như là các bác có thể tưởng tượng như một cái chai LaVie 5.000 chẳng hạn, các bác mua tạp hóa 5.000, vào quán nước trà đá vỉa hè có thể 7.000. Đấy. Vào các quán karaoke phải lên 20.000. Nhưng khi vào quán bar các bác nhé, khi vào quán bar có thể 70-80.000, 100.000. Khi vào những cái trung tâm lớn ấy, giá thành rất cao, nó tùy thuộc vào sản phẩm và về vị trí của cái sản phẩm mới đặt ở chỗ nào. Đấy, các bác 2.500.000 cho mùa âm ly độc lạ hiếm ở đây là một cái kiểu cảm ứng các bác nhé, cảm ứng kể cả như âm ly đời mới bây giờ nó còn không có cả cảm ứng kiểu như này đâu các bạn. Đấy, rất là hay. Đấy. Và có sẵn lưu kênh 4 kênh này, các bác có thể lưu tùy chọn chỉnh xong các bác lưu kênh. Đấy. 2.500.000 cho một con âm ly độc lạ và cũng thuộc dạng hiếm hoi của trên thị trường. Đấy. Rồi thì sau đây em sẽ giới thiệu tiếp dòng Pioneer công suất khủng VEDA 1000, hàng xuất châu Âu. Với cái thương hiệu Pioneer đình đám tại Việt Nam mình,
và một dòng âm ly cũng khá là khủng VSDA vào dòng 1000 mặt nhôm màu đen. Và đây nội thất của âm ly đây các bạn, ui giời ơi, nhìn bên trong chi chít luôn. Dòng này nó sẽ đánh 4 con sò Toshiba 2 xanh 2 đen, loại sò to các bạn nhé. Đây, Toshiba có loại to luôn. Đấy. Ngoài cái tản nhiệt đây nó còn có cái tản nhiệt bé nó gắn liền đây các bác nhé. Đấy. 4 sò Toshiba lớn cỡ lớn này. Đấy. Ở trên này thì có mấy cái sò 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái sò phụ nữa. Đấy. Trên này sò phụ. Nội thất máy móc thì các bác nguyên zin này, em bên trong nguyên zin luôn. Đấy. Thông số của âm ly AC đa cầu điện 220V, hàng lắp ráp tại trực tiếp tại Nhật, xuất sang các thị trường châu Âu và công suất 800W. Ở đây vẫn có cái cầu chu để các bác kết nối thêm equalizer để các bác chỉnh nhạc hoặc vang số bằng chiếc ghép vang hát karaoke dòng âm ly này thì khỏi phải nghĩ. Ở đây thì trở kháng loa rất là rộng, A hoặc B sẽ từ 4 ohm trở lên, còn A cộng B sẽ là 8 ohm trở lên. Các bác tha hồ ghép loa A cộng B. Với âm ly này thì nó đánh hai cặp loa bass 25 vô tư và cặp một cặp bass 30 thì thoải mái các bác nhé. Công suất siêu khủng 800W. Và với cái mức giá thì cũng rất là bình dân thôi. Âm ly có kích thước chiều ngang 42, chiều cao 16, sâu 41, giá 4.300.000 đồng cho một âm ly Pioneer công suất siêu khủng, chọn cầu loa AB. Ở đây là chỉnh bass check này. Bass check đây. Đấy. Nó ghi bass check và có vạch ở đây rồi các bạn nhé. Chế độ sleep hiện giờ sau khoảng bao nhiêu phút nó sẽ tự động tắt. Đấy. Còn đây là các cái hiệu ứng. Đấy. Các cái hiệu ứng. Thì các bác để chế độ off đi. Ba lăng dạng điện tử các bác nhé. Đây, ba lăng dạng điện tử này. Đấy. Các bác để đúng cái dấu cộng này. Như này là cân bằng này. Đấy. Volume tổng này. Mô tinh là ngắt loa này. Đấy. Hệ thống chọn là tín hiệu đầu vào này. Đấy. Âm ly này điện 220 nhưng mà lại không có FM. Tuner là cổng tín hiệu đầu vào. Ở đây không có phần chỉnh tooling, không có phần chỉnh, không có FM các bạn. Con này không có FM. Tuner đây chỉ là một tín hiệu đầu vào như CD bình thường thôi. Đấy. Nội thất máy siêu khủng. Vẫn là dòng âm ly Pioneer Stereo. Âm ly. Đấy. Từ đời của những cái dòng âm ly này thì em đoán không phỏng nhầm thì nó phải rơi về tầm ngót nghét 30-40 năm chứ chẳng hay ít đâu. Đấy. Đời cổ rồi. Nhiều con đời cổ mà giá trị rất là cao các bác nhé. Đấy. À, mặt trông màu vàng cổ hiển trông rất đẹp luôn. Đấy. Hình thức của âm ly thì tất nhiên từ hàng bãi về thì có những chút phe phẩy, chấm chấm phẩy kiểu như này. Đấy. Còn tổng quát lại thì tổng quan, tổng thể thì còn tương đối đẹp. Đấy. Một cái thương hiệu đình đám rất được ưa chuộng tại Việt Nam, thương hiệu Pioneer. Dòng này cho tiếng bass rất được và chắc rất là sáng luôn. Đấy.
giá 4.300.000 đồng, và em vẫn hỗ trợ tiền phí vận chuyển cho các bác nhé. Giá này là giá bao gồm cả phí vận chuyển. Một cái gom ly nội thất khủng, công suất khủng. Đấy. Một dòng sò Toshiba cỡ lớn xanh đen này thì nó rất khỏe. Đấy. Chưa kể nguồn của nó nguồn 220V. Đấy. Rất khỏe luôn. Tăng khoản tăng phô này nhìn trông đã khủng khiếp rồi các bạn. Đây. Quá đẳng cấp luôn, quả nguồn này. Đấy. Nội thất thì mấy tầng mạch, 3 tầng mạch thì các bạn. Rồi giá 4.300.000 đồng đã bao gồm cả phí vận chuyển. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số thoại 0961 225 55, hoặc số điện thoại lúc nào hiển thị chữ vàng ở góc dưới bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.